Mua bán xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Ngày hôm nay thì kênh mua bán xe cũ sẽ cập nhật mang đến cho anh chị và các bạn là chiếc xe Ford Escape. Chiếc xe sản xuất là năm 2010, một chủ từ đầu, lăn bánh quãng đường là 150.000 km. Có ngoại thất của chiếc xe là màu hồng phấn, nội thất ghế da màu đen. Đây là những cái chiếc xe gầm cao được đơn vị nhập về với cái mức giá chỉ hơn 200 triệu đồng. Anh chị và các bạn có thể tham khảo. Với phần đầu xe thì nổi bật với những cái chi tiết đèn chiếu sáng được nâng cấp lên đèn bi xê lông, cùng với những cái phần mặt lưới tản nhiệt, rồi là phần mâm nốt của chiếc xe để anh chị và các bạn cùng cảm nhận, đánh giá với em về chiếc xe cũ đã qua sử dụng, đang có mặt tại cửa hàng. Gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ, dán kính, thảm trải sàn, chất lượng sơn si bên ngoài của chiếc xe thì vẫn giữ được độ đẹp. Đây là kiểu dáng của chiếc xe khi nhìn từ phía sau, anh chị và các bạn có thể tham khảo qua. Một chiếc xe chỉ có hơn 200 triệu đồng thôi là các bác có thể sở hữu một chiếc xe khung gầm chắc chắn. Tính năng an toàn của chiếc xe thì cũng rất là vượt trội. Đuôi xe thì nó vẫn có trang bị đầy đủ cảm biến cam nuôi, hay là đèn cảnh báo, gạt mưa. Đấy, không gian chứa đồ của chiếc xe chị có thể tham khảo qua. Với mẫu xe này thì là phiên bản 5 chỗ ngồi. Xin lỗi chị bạn, phiên bản này là phiên bản 7 chỗ ngồi. Đấy, chị có thể thấy qua đây. Đây là những cái chi tiết về những cái phần chỗ để đồ. Xe là 5 chỗ ngồi chứ em nhớ nhầm là 7 chỗ, anh chị thông cảm cho em nhé. Đấy, đây là những cái chi tiết về trần xe. Keo chỉ, đinh tán của chiếc xe thì đều giữ được trong cái tình trạng là hoàn hảo và nguyên bản. Cam kết rõ cho anh chị và các bạn trên văn bản hợp đồng giấy tờ. Không bị đâm va, không bị ngập nước, bao check test mọi nơi, hỗ trợ sang tên di chuyển, giao xe toàn quốc. Địa chỉ xem xe số 1 số 77 Vũ Đức Thuận, Long Biên, Hà Nội. Các bác hãy qua trực tiếp cửa hàng để có thể trải nghiệm. Với các thông số kính hay là keo chỉ, đinh tán là đều giữ nguyên bản hết. Chính chủ sử dụng từ đầu thì anh chị và các bạn quá là an tâm về một chiếc xe cũ đã qua sử dụng. Mặc dù có tuổi đời khá là dài, khoảng hơn 14 năm sử dụng, nhưng chất lượng ghế ngồi của chiếc xe vẫn giữ được độ đẹp. Với hệ thống ghế của chiếc xe sử dụng là hệ thống ghế da. Đấy, đây là những phần tựa đầu này, ghế ngồi hay là khu vực táp ly, táp lô của chiếc xe. Không gian ngồi rất là rộng rãi và thoải mái, dây đai an toàn đầy đủ. Xe thì không được trang bị cửa sổ trời đâu ạ. Đấy. Tiếng đóng cửa của chiếc xe rất là chắc chắn. Các thông số kính của chiếc xe vẫn kính là 5-2009. Đây là những cái phần phím chức năng của chiếc xe lên xuống kính ở các hàng ghế, hay là khóa gương, khóa cửa trung tâm. Chỉnh gương của chiếc xe thì nó nằm ở đây. Và hệ thống đây là những cái phần như là cảm biến, rồi là hệ thống hắt kính lái được bác chủ bác ký trang bị đầy đủ hết rồi. Vô lăng thì được trang bị 4 chấu trơn. Màn hình nên được màn hình Android rồi, có cam hành trình. Đấy, rất là những cái tính năng cơ bản hữu ích thì bác chủ đã lên hết rồi. Anh chị mua về không phải nâng cấp thêm nữa mà chỉ việc sử dụng thôi. Đấy, anh chị và các bạn nào mà cần một chiếc xe di chuyển với cái cố động cơ khỏe, máy 2.3 cũng như là không gian ngồi rộng rãi, khung gầm chắc chắn thì đây là một cái sự lựa chọn không thể bỏ qua về chiếc xe Ford Escape sản xuất năm 2010 này. Và phần máy móc của chiếc xe nó như nào thì em cũng sẽ mời anh chị và các bạn cùng ngắm qua về một chiếc xe chính chủ sử dụng từ đầu. Đây là những con ốc bản lề của chiếc xe, thanh răng của chiếc xe để chị có bạn có thể gọi tham quan cao. Ác quy của chiếc xe, rồi những phần ốc chân máy, ốc mặt máy, ốc dàn cò, máy móc của chiếc xe nó vẫn còn rất là sáng anh chị ạ. Xe lăn bánh với quãng đường là 15.000 km rồi anh chị ạ. Chính chủ sử dụng từ đầu và xe là đăng ký là biển tỉnh. Chính xác là biển Hưng Yên anh chị nhé. Biển ở đầu xe chính là biển chủ cũ anh chị ạ. Với mức giá bán cho chiếc xe Ford Escape sản xuất là năm 2010, một chủ từ đầu với mức giá đang chào anh chị và các bạn chỉ hơn 200 triệu. Hãy liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình để nhận được các hỗ trợ cũng như tư vấn báo giá tốt nhất cho anh chị và các bạn. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo của kênh mua bán xe cũ.